Thưa quý vị, động đất 5.3 độ Richter khiến nhiều người bị thương tại mạn đông Iran. Một trận động đất với cường độ lên đến 5.3 độ Richter đã vừa làm rung chuyển vùng lãnh thổ phía đông của Iran vào ngày Chủ nhật 1 tháng 4, khiến cho ít nhất 54 người bị thiệt mạng và tiếng đồng hồ trước khi xảy ra thêm một cơn dư chấn gần thủ đô Tehran. Hãng thông tấn quốc gia IRNA cho biết, tính đến nay vẫn chưa có báo cáo về số người bị thiệt mạng cũng như mức độ thiệt hại. Trận động đất thứ hai được ghi nhận có cường độ 4.2 độ Richter với tầm chấn tọa lạc cách thủ đô Tehran khoảng 90 km. Hầu hết các nạn nhân bị thương đều đã được xuất viện. Vào tháng 11 năm ngoái, một trận động đất kinh hoàng với cường độ 7.3 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Kermanshah của Iran, đồng thời làm rung chuyển quốc gia láng giềng Iraq, khiến hơn 600 người bị thiệt mạng và 8.000 người bị thương.